Ván này liếp lăng là con xe rác dưới kèo liếp lăng rồi. Xe rác là kèo dưới liếp lăng rồi. Còn thêm con gì nữa? Ủa, năm thùng kim cương. Còn thêm con Eco, con Red Sai. Ván này xe rác dễ chết bỏ sớm. Không chung không. Chắc là đến này quá. Rồi luôn. Y ra lưỡi tử thần GG. Y ra lưỡi tử thần thôi, thua rồi. Ván này chắc tôi nghĩ là thua rồi. 30 seconds until minions spawn. Game này thua rồi. Mình hơi bị chắc về cái thua đó. Ông này ông cầm lưỡi tử thần lên để chơi gì? Đúng bản không? Rồi ôi gì ổng kìa. Cầm Ire bản AB. Không có một miếng tóc đánh, không có đam ơi, thua rồi, không có giáp luôn. Thua rồi. Nhìn nè. Cầm Ire bản bản mát AB luôn. Sao đổi? Ông lỗ rồi đó. Trao đổi quá ta. Gì ghê à? Gì căng vậy ba? Rồi không biết đi đâu hết. Biết đi đâu bây giờ à, cầm kèo dưới khó đánh quá. Nó cam rồi. Trời ơi là trời ơi, nó cam tôi luôn rồi. Má thầy kia cầm kèo dưới bị cam luôn rồi. Quá khó cho một cuộc tình. Sao hô hay em mình đi lan mình éo bây giờ được gank mà mình cứ bước ra lan là bị gank mà. Nó nhỏ nhỏ có thế yếu nè. Bây giờ Ire cầm nhầm bảng nè. Ván này thua rồi, 20 FF.
vô ngay một pixel rác nó pick nguyên một đống cháo tơ luôn. I am the will of man, unbound by flesh. Cam luôn. Ván nào cũng bị cam hết, nó thề luôn, bây giờ tôi in ổn nó một ván luôn ấy. Ván nào được in ổn nó cỡ nào cũng bị ăn cam. Chọn vị trí rừng thì éo bây giờ ra rừng, được ván rừng thì có người ao. Buồn vờ lờ. Đi kèo dưới còn ao tụi cam sao đó. Mới bước lên tới đây thôi mà đã chết rồi. Đứng nó không cho farm. Chạy nè, phải giết nó được chứ, chắc nó không giết được. Khổ thân tôi. Anh cha này không bao giờ cho tôi ý đổi chơi game này. Nên chuyện trường sinh để sống. Đấy, các bạn bị ganh như vậy, con Lilan nó xanh rồi. Mấy ông đi solo lan á, mấy ông đi một mình với con Lilan là mấy ông đã thua rồi, thua nát bét rồi á. Phải ôm trụ thua nát bét rồi á, chứ nó chỉ là bị cam hai mạng. Sống gì nổi. Chất tướng kèo dưới nặng nề rồi mà, mình F1 mình chịu rồi. I see the forces that hold an ally has been slain. À vậy nó có đứng ngoài nó đâu cho tôi farm đâu mà tôi lên là tôi chết. Lên là tôi sẽ chết. Đứng đâu cho mình farm. Lo né thì chết thôi. An enemy has been slain. Emotions are on.
ẩu nè, tại con đấy sai nó ra nó găng thằng này mới lao lên chết đấy chứ, má hề luôn, dễ bị chết quá, khó sống trong này chứ. Cô né hay quá. Chết đi bạn. Ấy kìa. Quy chết rồi R sao không chịu. Ừ vậy đi. Quy trước R sao quy trước cho nó nổ đi rồi ném cái R. Nếu ném R là nó nổ đi à. Lấy cái đồ này cho nó đỡ bớt chết. I see the forces that hold the universe together. Cái sai nó đập tôi ba lần rồi đó. Nguy hiểm quá. Ire cầm sai bản rồi, yếu xìu. Ê cái gì vậy? Oh dad. Không Ire cầm sai bản à, đánh đâu lại nó đâu. Cậu mày đi. Thế bọn cái thằng đó sai nó mát rình rập mình luôn đấy. Éo cái chị game luôn đấy. Chơi game cái gì vậy? Đã bị cam như vậy thì mấy ông phải chấp tự chấp nhận thôi chứ sao giờ? Xem ông Mira ông cầm nhầm bản đó. À kìa. Ôi thằng Echo đồ nó vậy sao đánh. Thank you.
turret has been destroyed. Kinh đấy, né kinh vãi, toàn thanh né. Mà cũng combo kiểu gì vậy? Ông mà cũng combo mít sạc luôn, ông coi thằng AD nó đi rồi. Thật là vãi đái. Giống cái chuỗi combo thật là vãi đái. Ê thằng mà, ê thằng bị lít kìa. Ê kìa kìa. Ôi thằng support tool kìa. Ôi ơi, ở đây có mắt tím nha, không có mắt nha. Tôi bóp tôi 100% rồi. Nó bắn mở, bắn mở, bắn tôi rồi. Ở trong đây không có sai nha, có mắt tím ở đây, ở trong đây là không có sai, không hề có sai. Nó né như thật kìa. Ôi né rồi đó, đó, trời nó tỉnh kìa. Ôi nó lắc kìa. Lắc cái cụ nhà mày mày chứ lắc. Chắc không tu đâu. Ôi cái góc như vậy mà nó đứng sát cho trong tường nó né sạch luôn. Đấy. FB tung trong ra rồi. Thì biết mà. Vậy. Né.
đang đi giữa đường bị anh kéo luôn. Ôi né kìa, trời ơi, ulti mập né luôn kìa. Kinh không? Đánh được nhưng mà nó nhầm bản. Tao đâu có nói nó không đánh được. Nó cầm cái bản để sao nó đánh. Rượt nó chi không biết, nó là Liêm Lang mà cứ thích rượt. Team has
destroyed a turret. À, thứ tu bị đít rồi nè. Cái thằng thứ tu bị bút lát rồi nè. Cái thứ tu nó bị bút lát rồi kìa. Nó tiến vào giờ. Tiến nó vào giờ. Tôi nó bị bút lát rồi, nó văng ra rồi. Ire ván này mà nó mang đúng bản. Ép cái team kia nát bét luôn. Nó mang nhầm bản mà đánh như vậy hả? Like và subscribe kênh YouTube đi nào. Mấy ông chơi tôi đổ là đổ chỗ nào vậy? Đang thiếu người, nó không dám combat đâu. Baron thôi. Thằng kia bị đít rồi. Chầu thiệt chứ. Ông mà ông còn ném văng ra nữa.
Rồi nó ăn tới Baron kìa. Tin được không? Ông Ira, ông nhảy lên. Baron cái tự nhiên lại mình thấy muốn thua ra phải lên gươm đi. Con Eco nó điên quá. Bán này con Irene nó lấy nhầm bảng AB với nó lấy cái điểm này nó đánh không lại con Eco.
ra nó lấy đúng bản là thắng lâu rồi. Không phải Ire thiếu đam, mình nó nhầm bản nè. Tí mình lick cho cái Ire cho các bạn coi. Ire mang bản mát AB, không có một xíu tốc độ đánh, không có một xíu giáp luôn, mát AB. Nói chung là cái rune giống cái rune Serac của mình đấy nè. Không có cái gì để chơi để liên quan tới con Ire hết. Thọt là đúng rồi. Bây giờ mẹ Echo cái kiểu nó ôm mình lại khó đánh. Team này không ai cover nổi. Cái cô nó ôm kinh quá. Rồi, con Blitz tun vào rồi. Tun vô. Biết đi đường đó rồi. Có một Blitz vô mà tin nó combat lại thua kìa. Má nó nhỏ. Mày lấy cái rely quá. Có một Blitz vô hành hành khẩu. Giờ đến hồi rồi. Echo kìa. Echo nó như thằng điên luôn á. Một mình nó gánh đội hình bên kia. Phải đai. Nó điên vãi luôn. Quá tôi xả được.
Thôi, được rồi. Vậy. Thằng Blitz này là thằng khác đánh nào nó ngu lắm. Blitz này không phải là Blitz, không phải là Tôn đâu. Kiểu nó nhờ bạn đánh á, ngu lắm. Game này đánh max level điên luôn, phải nói là max level điên luôn. Rồi nó bị nữa rồi. Tôn bị như vậy đáng lắm rồi. Không phải nó nhờ thằng khác chơi đâu, mà tôi không ăn được. À trời ơi, tôi khó chịu với cái thằng Icon này ghê. Đấy, vậy đi, chết Icon là xong rồi. Chết Icon là ok rồi.
Liêm Lăng combo tới Tết chết được con này. Loạn hết kia lên. Thắng một lít ha, thắng một lít bật rồi. Thế rồi đó, đó. Nó chỉnh được rồi đó. Rồi mày chết luôn đi. Rồi ok. Má mà Eco game này không ai giữ được nó lại hết. Giờ có rồng năm là chết Eco liền à. Rồi, sao tanh nổi? Rồng năm mày bắn luôn đi. Mid end luôn. Rồng năm này eco tăng sao nổi nữa. Như năm thằng có rep tăng sao nổi. Ôi trời, ông phá luôn đó, ông phá là ông cũng thua rồi. Ông lấy cái gì ông về. Quý rồi. Đây nè, bảo vệ một con rip nè. Blitz ra làm gì? Ôi, win một game mà nó chua. Chưa win á. Rồi, thằng Eco nó đánh. Và nói thiệt, cái game này á, con Eco nó đánh đã hay rồi. Mà không có ai có CC mà bắt được nó hết á. Win chưa? Win rồi. Ừ, có cái máy clip rồi lên. Trận đánh này đúng trận đánh thế kỷ luôn á. Không thấy trận đánh thế kỷ á. Má đánh sao làm gì ta? Đi đái, má mắc đái quá. Cầm xe rác con Eco nó ôm, cầm con xe rác mà con Eco nó ôm là không bao giờ trụ nổi. Ván này có việc cầm Victor thì con Eco nó không giống quẩy, nhưng cầm xe rác nó ôm là kinh dị lắm. Nó ôm là khó chạy, xe rác với nó sai nó ôm là không có chạy đi đâu được hết á. Chua. Nó mới lời với em YouTube luôn rồi. Má còn mình gì. Rồi, chào anh em YouTube luôn. Mấy ông thấy cái trận đánh nó căng không? Mình phải công nhận là Eco đánh siêu hay luôn. Nó vô dưới đội hình nó càn, nó đã, sao nó còn chạy được, nó không ai bắt được nó. Nó như con quái.